học đâu. Hiu. Này còn dễ. Sông là nó sống dặn Rồi. mạo xạo mà. Thế cái bỏ làm sao mà người ta bay lên ha, sao lại nặng lại dễ thế? Sông nó giống này. Đây, quay đây, chị nhìn bên này này. Đúng trên mạng chưa? Nhiều bố mẹ vẫn còn bảo là đến hết tuổi dậy thì nó hết. Ôi dồi ôi, thế thì lúc đấy là ôi có cái gì đâu, thịt gà có cái rồi, ăn tí lẩu mì lẩu miến là xong mà. Xong là một phần thôi chị ạ. Bác đang buồn thì một mình bác. Nguyên. Ừ, đấy cháu chỉ chuyên gia thôi. Kệ. Kiểu gì tí cô mời cô chẳng gọi bác Kiên. Ăn thì không ăn cũng vẫn gọi. Mai miền rồi. Tuấn đâu không? Thốn. Đau rồi. Chắc là như này là đau rồi. Thướng. Nhân của bạn. Nhân của bạn ấy dễ kinh. Nhẹ cái đã ra. Có gió lặn có gió đâu. Nặn lại cổ như là nó mất vệ sinh ấy chị, nó còn lên nhiều hơn ấy. Chẳng nó nặn quá chứ chân này là thì ta làm được chứ mình tay mình nặn quá nó cắn lên. Vậy biết chỗ rồi á, lúc nào cũng bao nhiêu ngày thì đi nặn chị cũng nặn. Nên, tự nên hay là chủ nhật thì ở nhà nữa. Lớp bao nhiêu ạ? Ủa chị bạn tự đi được rồi. Sao mà chỉ sợ bạn lên lười thôi. Có lười không hả Cún? Có. Có à? Chúc sắc nghiệp của mình em sẽ phải lười. Không thế làm gì có gái yêu. Ngoài đâu? Sì kinh đấy. To ra đúng không? Phải to anh như là kiểu mặt ngô ấy. Dùng cái. Chứ bên ngoài chị nhìn cái khác gì hạt gạo. Đau quá. Ừ. Đau có đau đâu mày. Chặt rồi. Xong thế vẫn chặt cả. Đau quá. Thường. Chịu tốt. Bọn này nó chịu được rồi chứ. Cái đấy thôi sau
danh à? Không phải, động vào nó sẽ đau. Và khi đau là nó sẽ đau rất là nhiều thứ. Cái kinh nghiệm. Được, sắp đầu. 5 phút nữa chị ạ. Em quay xong cái màn này. Thế lại hấp dẫn quá rồi chị. Lại không muốn về nữa. Nhìn ra trông ấy. Điều cứ người ta có quay bên phải cứ bỏ nó lên. Quay phép gì. Thế chị thấy kinh chưa? Có những người mặt rỗ là do để như này lâu ấy chị. May mà chị đến kịp thời. Nó bảo là từ 2-3 ngày rồi cũng mai mẹ nghỉ làm thì mẹ vẫn đi. Nó không có đi một mình. À. Thế ai mách đấy ạ? Ừ. Quê rồi, bắn đâu ấy? Cổ chị. Cổ hoặc áo ấy. Ơi tóc chị ơi. Em nhìn thấy rồi. Chị hôm nay cũng bẩn thật. Bắn chân cá đây vào áo. Hey. Rồi. Đi bắn cho một cái. Em có phải ở trên mạng không? Đấy, chứ không để bít tắc này cái gì dùng cho nó hết được, không lấy ra làm sao mà hết được. Vâng. Nào nó viêm thì nó như những cái đỏ ấy chị. Mai làm yên đi. Khóc à? Đau khóc. Thế để cái mặt này nó hỏng nhất. Bà quá là quan tâm luôn ấy. Bà để yên cháu ấy. Con cái đứa nó ai chị? Thế chị ông nội là chị thứ mấy hả chị? Út, nhà chị là bốn chị em gái à? Thế chị là cả à? Cậu út á? Được rồi chị. Sinh năm bao nhiêu chị?
Nóng như tối. Nhà cô nhẹ nhàng. Vâng, mấy giờ mẹ? Mấy giờ? Vâng. Thôi, rồi rồi. Đi ăn cơm khác. Em được đi ăn cơm khách à? Ăn hậu đỗ em à? Cứ được gọi là đi. Lại mai mối cho anh nào? Em chẳng biết à. Thế cái anh người yêu kia bố mẹ biết chưa? Biết nhưng mà không thể yêu. Thế thằng đấy như thế nào? Thằng đấy làm nghề gì? Nó bằng tuổi em mà, nó đi học. Nó học ở đâu, nhà đâu? Có quen được thằng xa à, ngày xưa xuống đấy chơi cùng nó con ở đây yêu sao biết hai đứa con học
Họ ở xa rồi thì họ cũng còn. Nó hẳn cái gì? Bánh mì. Chục cái mì. Thế con bé kia không kịp ở lại ăn. Thì phải mua đồng nào đây? Phải mua đâu? Thật cạnh đâu? Đây rồi. Kinh chưa? Đạt cố gắng tí nhá. Cho nó đi chỗ khu vực này.
mấy phút rồi. Ừ. Bị ngáo à? Đấy, quay 15 phút. Không. Đây bây giờ quay này. Quay này đẹp đẹp à? Quay một hàng dài. Em thử cái này quay 15 phút. Ừ. Thích ghê. Xong dích lại ở giữa, đoạn giữ nhiều nhiều. أولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه بر وتقوى مدفع يضرب طبلة طيب الليل بيدور على حسنا لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه بيضة ولمعة وفي كل فانوس ولعوا شمعة النور حايم لا سكتنا والشر يطلع من بيتنا ويلا بينا نمدح نغينا وكل مهموم يترك همه شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه بر وتقوى مدفع يضرب طبلة في عز الليل بيدور على حسنا لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه احسن وزكي عن مالك واللي تجد بالقبالك منا وإلينا عايد علينا ضموا الصفوف عالخير وانضموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه بر وتقوى مدفع يضرب طبلة في عز الليل بيدور على حسنا لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه رمضان يا شهر الخير يا كريم تسعد فقير وتهني يتيم وتكرع رايح من الجنة وإن كنت رايح هتجيلنا وحتلاقينا مليان ايدينا يلقاك صغر وكبر يهتموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه بر وتقوى مدفع يضرب طبلة في عز الليل بيدور على حسها لحمة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه وحوي 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 يا وحوي رحت يا شعبان
وحوينا الدهر جيت يا رمضان وحوي وحوي هي خلي هلالك والبدر هو بان يلا ربا شهر مبارك وبقى له زمان يلا ربا خلي هلالك والبدر هو بان يلا ربا شهر مبارك وبقى له زمان يلا ربا شهر مبارك وبقاله زمان محلى نهارك بالخير مليان وحوي وحوي هي رحت يا شعبان هي وحوينا الدهر جيت يا رمضان وحوي وحوي هي جيت بجمالك سقف يا عيال سقف يا عيال يلا الله محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال يلا الله جيت بجمالك سقف يا عيال سقف يا عيال يلا الله محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال محلى صيامك في صحة وعال نبني وصالك بالروح والمال وحوي وحوي إياها رحت يا شعبان إياها وحوينا الدهر جيت يا رمضان وحوي 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 هي وحوي وحوي هي رحت يا شعبان هي وحوينا الدهر جيت يا رمضان وحوي وحوي هي طول ما نشوفك قلبنا فرحان بالدار خيرك أشكال وألوان يلا الغفا طول ما نشوفك قلبنا فرحان يلا الغفا بالدار خيرك أشكال وألوان يلا الغفا بالدار خيرك أشكال وألوان بكرة في عينك نلبس فستان وحوي وحوي رحت يا شعبان وحوينا الدهر جيت يا رمضان وحوي وحوي هات فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان يلا نوسك في ليالي رمضان في ليالي رمضان يلا فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان يلا يا ننوسك في ليالي رمضان في ليالي رمضان يلا يا ننوسك في ليالي رمضان ماما تبوسك وباباكي كمان وحوي وحوي رحت يا شعبان وحوينا الدهر جيت يا رمضان وحوي وحوي رحت يا شعبان وحوينا الدهر جيت يا رمضان وحوي وحوي
رمضان خليكي خليكي في الدار يا بركة رمضان املي املي طن عمار يا بركة رمضان خليكي خليكي في الدار خليكي يا بركة رمضان خليكي خليكي في الدار والرحمة شايلها كفوفي يا بركة رمضان خليكي